Nhật ký tự do của tôi, tập 15, Kim Di Quân bị đánh ghen. Diễn biến mới của Nhật ký tự do của tôi được hé lộ tiếp tục mang đến nhiều tình tiết khó đoán. Với Mi Dung, sau khi Mr. Gu bỏ đi, cuộc sống của cô trở nên đơn độc và nhún màu buồn bã. Để che giấu việc bản thân bị bỏ rơi, cô còn không dám tâm sự điều này với ai. Dù vậy, cô vẫn luôn hướng ánh mắt về phía sau và chờ đợi việc Mr. Gu sẽ sớm trở lại. Trong khi đó, Chang Hy dành nhiều thời gian tới bệnh viện để chăm sóc cho bạn trai cũ của Hy A, Dê ông Hy Jin. Anh cũng đã quyết định nghỉ việc tại công ty sau 8 năm gắn bó vì chẳng còn mục đích gì để bản thân tiếp tục chạy về phía trước. Với anh, cuộc sống dù không có tiền tài, danh vọng, hay phụ nữ, và không có mục đích cũng không có gì là sai. Trong khi đó, Ki Dung dành nhiều thời gian để trò chuyện với Yu Rim, con gái của ông bố đơn thân Yo Tae Lee dù chẳng được hồi đáp song ki dung vẫn không từ bỏ việc sẽ có thể thay đổi cô bé tập phim khép lại với cảnh mr gu đứng ở ga đan mi để đợi mi dung nhưng chẳng thể gặp gỡ anh trở lại san về lại nhà của mi dung nhưng lại bắt gặp một người phụ nữ lạ theo lời bố của mi dung sau khi mẹ cô qua đời mi dung chang hi và ki dung đã chuyển lên seoul sinh sống sau khi cậu rời đi không lâu thì bà ấy qua đời vào mùa thu năm ấy Bà ấy vào phòng nghỉ một lát rồi không dậy nữa, bố Mi Dung đau lòng nói. Đây là tình tiết khiến người xem bất ngờ và không khỏi đau lòng, bởi đây là tập phim đầu tiên mà họ thấy mẹ Mi Dung cười tươi đến vậy khi nhìn thấy bạn trai của Ki Dung. Tuy nhiên, ngay sau đó, bà đau lòng khi biết được chuyện Mi Dung đã đau khổ ra sau khi Mr. Gu ra đi. Trong đoạn giới thiệu tập 14, có thể thấy Di âm Mi Dung, Kim Di Quân, Di âm Chang Hee, Lee Min Ki, Di âm Ki Dung, Lee Eo và bố của họ không khỏi đau lòng trong đám tang của mẹ như cách iurim con gái của ông bố đơn thân joteaehun li ki u bày tỏ người lớn cũng buồn sao ạ à? khi họ không còn mẹ của mình nữa dường như sau cú sốc này cuộc sống của gia đình họ ziom đã thay đổi bố của họ có vợ mới để chăm sóc ông những ngày tuổi già trong khi ba chị em mi dung cũng đã quyết định chuyển lên seoul sinh sống tuy nhiên có lẽ trước khi chuyển đi Giữa bốn bố con đã có cuộc tranh cãi lớn khi Ki Dung lần đầu lớn tiếng, có là gia đình con cũng kệ. Khỏi cần nhìn mặt nhau nữa đi. Với Mi Dung, đây tiếp tục là tập phim u tối. Cô bất ngờ bị vợ của trưởng nhóm cho Dung ho xuất hiện và đánh ghen. Trước đó, cô từng vô tình đọc được tin nhắn của một người được lưu với tên giống cô, nhắn cho sếp của mình. Sau đó, dường như đã đoán được cô gái đang ngoại tình với trưởng nhóm là ai song Mi Dung vẫn im lặng không vạch trần. Ở một cảnh khác, Chang Hi bất ngờ đến bãi đổ xe mà Mr. Gu, song Seok -ok Gu, từng đưa anh đến để lái chiếc xe đắt tiền. Tại đây, anh bất giác hỏi về người hàng xóm bí ẩn, dù xe.